Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Hôm nay chơi game gì. Và hôm nay mình thực sự rất là háo hức muốn giới thiệu cho các bạn một cái tựa game mà nó đã và đang dần hình thành một cái thị trường game mới tại Việt Nam cũng như là cả thế giới. Đó chính là Auto Chess, bên cạnh BOBG hay là Liên Quân hay là Dota vân vân. Về nguồn gốc của tựa game này thì nó xuất phát từ Dota 2, đó là một cái map phụ của Dota thôi, nhưng mà nó cái lối chơi nó quá mới lạ và lôi cuốn, cho nên là các cái nhà sản xuất muốn tách nó ra thành những cái tựa game riêng có cái lối chơi giống như vậy, nó gọi là Auto Chess ha. Rồi bây giờ mình sẽ vào game và hướng dẫn cho các bạn để cho các bạn hiểu cái cách chơi và cảm nhận được nó lôi cuốn như thế nào ha. Ta login bằng Facebook hoặc là tài khoản riêng của cái game này cũng được. Rồi đây là màn hình chờ của game và chúng ta bấm nút start để vào trận thôi. Mình nói sơ qua một số cái bên lề khác. Ở phía góc trái chúng ta có cái thông tin nhân vật này kia. Rồi những cái phần thưởng trong một event ha. Này là donut, là chúng ta phải nạp tiền để mua cái này để mà chúng ta có thể quay ra những cái phần thưởng trong một store á. Kẹo cũng vậy. Rồi cái nút này chính là những cái con tướng, bản danh sách tất cả những con tướng cũng như là đồ đạc, cũng như là cách xây dựng chủng tộc và những cái lợi thế của những con cờ đó. À, nói sơ qua một chút về cái tên game, nó gọi là Auto Chess. Tức là thực ra thì nó có cái tên chess á, mà nhiều bạn lại liên tưởng tới việc chơi cờ, nhưng mà thực sự thì cái game này không liên quan gì tới cờ cả. Chúng ta sử dụng những con tướng đó giống như là một quân cờ, nhưng mà chúng không hề đi theo những cái luật lệ mà như những cái bộ môn cờ tướng, cờ vua mà chúng ta thường hay chơi. Nó sẽ tự động nó đi, nó mới gọi là auto chess ha. Và việc dàn quân và việc kết hợp chúng nó sẽ dựa vào cái tư duy của chúng ta, dựa vào kinh nghiệm và cách linh hoạt thay đổi đội hình của chúng ta. Rất là hay. Rồi mình sẽ nói tới cái cách chơi đó sau. Chúng ta đi tiếp những cái phần khác. Leaderboard. Đây là những cái anh hùng hào kiệt đứng đầu bảng xếp hạng ha. Ok. Rồi Chessbat, tức là một cái mùa giải chúng ta nhận được những cái phần thưởng trong đây. Nó cũng giống như bên PUBG á, khá là quen thuộc. Rồi đây là rank. Rank của mình đang là Knight 1, tức là kỵ sĩ 1 ha. Tới kỵ sĩ 9 thì nó sẽ thăng lên một cái cấp khác. Rồi store đây là chính là cái khu vực mà chúng ta dùng kẹo hoặc là donut để mà quay thưởng ra những cái vật phẩm. Rồi mình sẽ tạo một cái map custom để mà hướng dẫn cho bạn cái cách chơi cái game Auto Chess này. Rồi chúng ta chọn là mình nè, Ryzen. Và mình chọn 7 nhân vật máy để chơi cùng ha. Một cái map tối đa là sẽ có 8 người chơi như vậy. Chúng ta có thể bỏ bớt đi tùy mình. Mình sẽ tối đa 8 người luôn. Mình sẽ đấu với 8, nếu mà các bạn chơi hay rank hay là cái map mà general thì sẽ đánh với người thật luôn nha. Còn đây thì mình chỉ đánh với máy thôi để mình hướng dẫn cho nó dễ. Rồi bấm cái là vô luôn. Rồi đây chính là bàn cờ của chúng ta, thì mới vô nó sẽ cho chúng ta chọn một trong năm con tướng này. Chúng ta mua nó bằng vàng ha, mỗi con tướng nó sẽ có cái giá trị của con tướng nó ở dưới phía dưới. Tất cả năm con tướng ở đây đều là một đồng. Mình sẽ chọn một con tướng và mình sẽ đem ra bàn cờ. Đó, chúng ta ra một con tướng ở bàn cờ. Và chúng ta đánh theo round ha. Các bạn nhìn ở góc trái ở phía trên có chữ round 1 á, tức là đang ở round 1, hiệp 1. Nếu chúng ta thắng thì chúng ta sẽ được cộng tiền nhiều hơn là thua ha. Và chúng ta sẽ bước qua round 2 và chúng ta sẽ lại mua tướng. Rồi, xong round 1. 3 round đầu thì mình sẽ đánh với quái thôi, chứ không phải là người. Để chúng ta có tiền chúng ta mua tướng. Ok, chúng ta có 2 tiền thì mình sẽ mua 2 con. Nhưng mà các bạn đang thấy là ở góc trên ở giữa nó ghi là 1/2, tức là ở hiện tại ở round 2 chúng ta chỉ ra được tối đa là 2 con tướng thôi nha. Rồi, mình để một con tướng ở lại, nó đang nằm ở vị trí chờ ở phía dưới đây. Chúng ta có khoảng 8 vị trí chờ. Chúng ta có thể mua tướng và để ở đây để chờ. Rồi, cái quá trình nâng cấp tướng thì là cứ 3 con tướng cấp 1 thì các bạn sẽ nâng lên một con tướng cấp 2.
và sức mạnh của chúng sẽ được nâng lên và skill của chúng sẽ được nâng lên ha. Đó, cứ mà qua round 3 là nó sẽ lại refresh cái mục mà mua tướng này. Rồi à, phía bên phải chúng ta có một cái nút refresh tốn 2 vàng để mà tạo mới lại 5 con tướng này nếu mà các bạn không mua được con nào ở đây hết. Rồi bên trái thì khóa lại, tức là nó sẽ không đổi. Chúng ta có thể mua vào lượt sau. Nó sẽ không ấy chết rồi, mình quên ra một con tướng nữa rồi, có hai con biết đánh lại không đây. Chết cha, đánh lại rồi. Vòng này phải ba tướng mới được. Oh shit. Nhưng mà không sao, những cái vòng đầu á thì các bạn có thể được phép thua để mà toan tính cái chiến lược lâu dài về sau cũng được ha. Không sao hết. Mình ra con tướng thứ ba và mình để lại 4 vàng nha. Mình đang chót bảng. Nguyên một cái danh sách bên trái chính là 8 người chơi và chúng ta có 100 máu. Khi mà máu về không thì các bạn sẽ thua và loại ra khỏi bàn cờ này luôn. Thua một round thì sẽ bị trừ máu nha. Trừ tới không thì chúng ta sẽ chính thức là thua. Rồi thua luôn. Đội bạn có quá mạnh. Ở phía dưới góc trái chúng ta có một cái bảng level và điểm kinh nghiệm. Level và bảng kinh nghiệm thì chúng ta có thể bỏ 5 xu 5 vàng để mà nâng cộng thêm 4 kinh nghiệm nha. Khi mà nâng kinh nghiệm lên á thì cứ level nào thì các bạn được ra bao nhiêu đó con tướng. Ví dụ level 4 là đang được tối đa là 4 tướng. Level 5 thì được 5 tướng, 6 6 tướng. Có những người á là cố gắng lên level thật là nhanh để mà ra được nhiều tướng hơn đội bạn thì mình mới có thể áp đảo được ha. Ok. Mình sẽ giới thiệu về chi tiết một con tướng. Các bạn có thể thấy là ở trên mỗi con tướng có hai cái huy hiệu. Cái huy hiệu bên trái chính là tộc. Tộc tức là cái nó sẽ phân chia ra chủng tộc của loại tướng giống như người nè hay là Assassin tức là sát thủ, tộc sát thủ á, rồi tộc ma nhân, rồi tộc quỷ rồi này kia. Còn bên trái chính là cái vũ khí, cái mà chiêu thức mà cái con tướng nó dùng. Đó, mỗi cái con tướng thì nó sẽ thường đi đi kèm hai cái biểu tượng như vậy. Đó, mình nâng cấp lên 5 để mà được ra được 5 con tướng. Ấy chà, nãy giờ thua không ha. Rồi kế bên cái biểu tượng mua tướng thì chúng ta có một cái khu vực là chứa đồ. Chúng ta sau khi mà đánh các loại quái á, thì chúng ta sẽ thu thập được món đồ và có thể trang bị cho tướng chúng ta. Đây, cái nhẫn tăng máu 10 10 mỗi giây nha. Thực ra chơi cái này phải tập trung các bạn, mình vừa chơi vừa nói cho nên là cũng không có hay lắm. Ok. Mình sẽ nói tiếp tới cái phần chủng tộc, các bạn phải kết hợp được những cái con tướng trên bàn cờ nha. Sao cho mà kích hoạt được cái phần kỹ năng ở bên đây. Đây. Tức là mình đã ra được ba quân cờ có cái chủng tộc là ma, cổ máy. Nhưng mình đang chỏ vô nè, 3 trên 4 á. Thì nó sẽ kích hoạt cái tính năng ở bên bên bảng bên trái. Đấy, là tất cả những cái cỗ máy thì sẽ được tăng máu 15 HP mỗi giây. Đó, mình kích hoạt được cái chủng tộc Goblin nè, 4 Goblin rồi. Cho nên nó sẽ kích hoạt được là cộng 12 giáp và 10 máu. Đó, nói chung là những cái chủng tộc nó sẽ bổ trợ cho nhau khi mà các bạn ra cờ đủ cái số lượng mà nó yêu cầu. Cái game này nó cuốn, cực kỳ cuốn ở chỗ đó đó. Các bạn phải kết hợp thật cực kỳ linh hoạt những cái con tướng với nhau và có thể là xây dựng cho mình một cái đội hình khá là cố định đi, gọi là khá là cố định thôi. Nó sẽ giúp ích cho chúng ta cho những cái ván cờ mà leo rank hay này kia. Mình sẽ có một cái đội hình như mình mong ước ở trong đầu trước đã.
Còn nếu mà khi mà đánh cờ và thực tế á, thì nó nếu mà nó không ra đúng cái đội hình mà mình mong á, mong ước á, thì có thể là mình linh hoạt mình sử dụng những cái con khác để mình bổ trợ vào. Có những cái trường hợp là search hoài không ra luôn, tìm hoài không ra những cái con mình muốn mới đâu. Cho nên là mình phải có những cái phương án dự phòng ha. Đúng rồi, nói là những cái phương án dự phòng á, mình có thể ứng biến được ngay trên cái trận cờ luôn. Tại vì mỗi round á nó đánh vậy nè, xong rồi nó chỉ cho mình có 30 giây để mua tướng thôi, mình phải tính toán trong cái lúc đó. Có thể là về sau mình lại thay hết gần một nửa đội hình khác cũng được, để mình khắc chế cái team của địch. Đó. Bây giờ Auto Chess nó đang phát triển thành một cái hướng, một cái thị trường game rất là lớn, và nó có đủ sức cạnh tranh với những cái thương hiệu lâu đời như PUBG, Liên Quân này kia. Một cái cách chơi hoàn toàn mới và đòi hỏi cái đầu óc và tư duy của các bạn, chứ không như những cái loại game mà pay to win nha. Cho nên là cực kỳ là lôi cuốn. Với mỗi cái round là 5, 10, 15, 20 gì á, là mình sẽ đánh với quái chứ không phải đánh với người. Đó, như là con golem mình đang đánh nè, thì đánh chết những con quái này thì mình sẽ thu thập được những cái món đồ và trang bị cho tướng của mình. Rất là khó nha, chứ không dễ đâu. Những con quái này nó rất là trâu. Đội hình mình phải đủ vững á, mình mới thắng nổi. Và tối đa thì thường á, mình đi xa lắm một khoảng tới hơn level 41, 42 á, là sẽ kết thúc một cái trận đấu. Ok, đội hình mình đã dần cứng cáp lên rồi đó. Lùi lùi dần về. Mình có thể thay đổi vị trí của nó trên trên bàn cờ luôn nha. Tùy theo cái chiến thuật của chúng ta, phòng thủ hay là sao đó. Đội bạn cũng lên 6 quân rồi. Càng về sau nó càng quan trọng. Ở đầu á, các bạn cứ học hỏi kinh nghiệm rồi xây dựng cho mình một cái đội hình nó phù hợp với mỗi người trước. Xong rồi chúng ta có những cái phương án dự phòng để mà ứng biến trong mỗi trận cờ. Rồi bây giờ mình đang bước vào giai đoạn cuối game, tức là khoảng round thứ 30, 30 mấy á, bắt đầu cuối game. Mình chuẩn bị lên level 10 ha. Cái giai đoạn này cực kỳ quan trọng luôn. Cho dù á, là đội hình của bạn có mạnh vô đối những cái round trước đi đến mức nào đi nữa, nhưng mà vào cái giai đoạn cuối game nó, cái cục diện nó sẽ thay đổi cực kỳ nhanh. Đội hình của bạn đang rất mạnh, nó có thể thua những người chơi còn lại ngay lập tức, chỉ sau một hai round mà thôi. Đó. Ồ, mình đang có Gót Thunder rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ một con đi, bắt buộc phải lấy Gót Thunder ha, nó rất là quan trọng cho cái đội hình của mình. Ok rồi, mình sẽ lên level 10 luôn. Rồi, đội hình như vậy của mình là hoàn thiện và nó chính là đội hình trong mơ. Thật sự là chơi với máy thì gặp khá là may mắn, khá là nhiều nhân phẩm ở đây, nên là mình quá hoàn thiện đủ cái đội hình của mình. Bây giờ chỉ có lên cấp thôi và ngồi chờ thôi, xem thôi. Đó là đội hình mong muốn của mình thôi nha, chứ không, nó không phải là đội hình vô đối đâu nha. Mình đã kích hoạt được những cái kỹ, những cái kết hợp như là giảm kháng phép của đối phương nè, rồi tăng máu, tăng giáp cho bản thân đội mình. Ok, lên con Shaman này. Shaman này là một trong những con rất là quan trọng trong cái đội hình của mình. Storm Shaman nó có chiêu á là gây cho đội bạn một cái hiệu ứng câm lặng, sẽ không chơi chiêu được nha, và máu giảm từ từ, rút từ 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 từ, và đam mà đam phép nha. Mình đang kích hoạt cái nội tại là giảm kháng phép nữa, cho nên là cái chiêu này rất là thấm. Mình sắp thắng rồi, chỉ còn mình với một cái thằng player 7 nữa thôi. Đó, cái chiêu câm lặng là cái vòng xoáy màu đen đen, nó rất là như một cái hố đen vũ trụ vậy các bạn. Rồi giật xét nguyên cái đội hình đối phương á là chết đó. God of Thunder rất là mạnh, thấy không? Cũng đâu có mạnh hơn, vượt trội hơn so với đội bạn đâu. Nhưng còn có hai con thôi đó. Cũng may đó chứ.
giờ ngồi mua lính nâng cấp thôi. Rồi có một cái con tướng 5 sao nè, nhưng mà mình sẽ không chọn nó, mình không có quen chơi cái tướng này, bỏ qua. Rồi lên con búp mana. Con búp mana này nó sẽ búp cho 9 con còn lại sẽ nhanh nhanh triển khai skill hơn. Rồi đây là một trong những cái nội tại là biến ngay cái địch thành con gì nhỉ? Chim cánh cụt. Mà mình có thể áp đảo được đối phương rất là nhanh. Rồi mình sẽ mặc đồ cái cho cái tăng tốc độ đánh lên cho ai đây ta? Cho điện đi đi. Tăng vô con này 100% lock 10 đam khi bị đánh. Ok, đội hình của bạn nhớ phải dàn trải ra là nhờ có phải có những cái con tướng tăng và những cái con tướng là gây hiệu ứng lên đội hình, và có những con tướng là phải sát thương rộng nữa nha, chứ nếu mà tăng không hay là sát thương rộng không thì nó cũng không có phải gọi là tối ưu lắm đâu. Phải kết hợp nhiều nhiều đơn vị lính, nhiều chủng tộc lính lại, những chủng tộc tướng lại. Rồi 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 thua rồi, thấy chưa? Nhưng mà mình lại vẫn thắng. Đội bạn thua mình, nhưng mà mình đánh với đội bạn ấy, nó là mình lại thua, cho nên là mình vẫn còn rất là nhiều máu, 74 máu lận, nên mình thắng ván này ha. Chơi với máy mà, nó đơn giản thôi, không có gì khó hết. Ok, đó là tất cả những gì mình nói sơ qua về cái tựa game Auto Chess này, nó rất là lôi cuốn, và trong video lần sau mình sẽ làm về mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn những cái cách chơi cũng như là những cái cách xếp đội hình theo như những cái kinh nghiệm mà mình mà biết từ khi chơi cái game này, và nó sẽ hứa hẹn sẽ giúp cho các bạn có thể làm quen nhanh hơn khi mà mới bước chân vào trò chơi cực kỳ là giết thời gian này. Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại.